Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, gần đây giải thưởng Kim Ưng đang đi đến những vòng bình chọn cuối cùng. Có rất nhiều nghệ sĩ đã lọt vào danh sách đề cử vòng cuối và đây là giải thưởng uy tín trong ngành, mang tầm quốc gia. Giải thưởng Kim Ưng nhằm ghi nhận những tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc. Giải thưởng do Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc trao tặng. Đây được coi là một trong những giải thưởng truyền hình danh giá nhất. Gần đây, một số nguồn tin tiết lộ lễ trao giải thưởng Kim Ưng sẽ được tổ chức trong tháng 10. Lễ trao giải thưởng Kim Ưng lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Trường Sa. Thời gian diễn ra sự kiện này từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10. Một số nguồn tin cũng cho biết thêm Tiêu Chiến đã xác nhận sẽ tham gia sự kiện này, trong khi đó phía Vương Nhất Bác chưa xác nhận. Tại lễ trao giải của sự kiện này, những nghệ sĩ đến tham dự đều sẽ đi thảm đỏ. Lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 31 là sự kiện lớn trong ngành, là nơi tôn vinh những cống hiến của các nghệ sĩ trong thời gian vừa qua. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đình đám cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội trong ngành giải trí xứ Trung. Đây được coi là sự kiện lớn trong năm. Bây giờ mới là tháng 9, còn gần một tháng nữa mới đến ngày diễn ra sự kiện. Những thông báo chính thức về giải khách mời chỉ được thông báo các ngày diễn ra sự kiện vài ngày thôi. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về giải khách mời trong sự kiện này. Trong khi đó, về phía Tiêu Chiến, anh ấy đã đọc xong khâu kịch bản và sẵn sàng vào đoàn phim mới. Một số tin tức nói rằng Tiêu Chiến sẽ quay phim tại Thành Đô. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác cho biết lần này Tiêu Chiến sẽ quay phim tại Trùng Khánh, quê hương của anh ấy. Địa chỉ IP trên tài khoản Weibo của Tiêu Chiến và nữ chính Bạch Bách Hà đều hiển thị ở Trùng Khánh. Trong bộ phim mới, Tiêu Chiến sẽ vào vai Thẩm Dương. Anh ấy sẽ có một mối tình chị em với nữ chính trong phim. Còn về phần nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác, đến tháng 10, anh ấy mới gia nhập đoàn phim mới của mình. Lần này, Vương Nhất Bác vẫn tham gia một bộ phim điện ảnh trong năm 2022. Như vậy, nếu lễ trao giải Kim Ưng diễn ra vào giữa tháng 10, thì cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đang có mặt trong đoàn phim. Không biết rằng liệu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể tham gia sự kiện lần này hay không. Tuy nhiên, với một lễ trao giải thưởng mang tầm quốc gia như lễ trao giải Kim Ưng, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian để tham dự. Trong nhiều năm qua, các bộ Bắc Quân Nhất Tiêu vẫn rất phát triển, nhưng cũng giống như các bộ khác trong ngày giải trí xứ Trung, các bộ Bắc Quân Nhất Tiêu như cái gai trong mắt, phe solo của từng nghệ sĩ, việc đề thuyền các couple từ trong phim ra ngoài đời thực vốn không còn xa lạ với chúng ta. Và đương nhiên, mâu thuẫn giữa một bộ phận fan couple và một bộ phận fan solo luôn tồn tại, đây là thực tế không thể phủ nhận. Có một số couple từ phim ra đời thực sẵn sàng phủ nhận tin đồn couple, còn một số khác thì ngược lại. Cuối mùa hè năm 2022, có thêm vài couple mới đã ra đời. Couple của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đã được sắp xếp và cái hôn đã được phát hành một lần nữa. Đặc biệt, sau khi Triệu Lộ Tư lên bài phủ nhận tin đồn đang hẹn hò với Tình Linh. Bên phía đoàn đội của Ngô Lỗi không muốn tiếp tục bị ràng buộc và với couple của Triệu Lộ Tư nữa. Mặc dù vậy, giữa Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng cũng chỉ là couple kinh doanh, họ chỉ là anh chị em có quan hệ riêng tư tốt mà thôi. Mùa hè trong năm 2022, chỉ có couple của Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ được đề thuyền rôm rả hơn cả. Tuy vậy, vẫn chỉ có couple Bắc Quân Nhất Tiêu đến nay đã nhiều năm, nhưng chưa có bên nào sẽ couple. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu couple này có hội ngộ tại lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 31 này không nhé. Nếu cả hai nghệ sĩ đều đến tham gia sự kiện này, chắc chắn những tay săn ảnh sẽ để mắt đến họ từng giây. Mọi người đều tò mò muốn biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liệu có tương tác nào tại một sự kiện chung hay không. Cả hai đã dứt khoát không đi chung sự kiện trong một thời gian dài đã qua. Xin đối với couple Bắc Quân Nhất Tiêu, bạn đừng cố tìm câu trả lời, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời chắc chắn nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thường xuyên về những cặp đôi trong làng giải trí nhé.